Sau rất nhiều sự kiện xảy ra trong chương của Buffa, trận chiến còn đang dang dở giữa Laser Boot và hình dạng Geyser của Ninram đã có thể tiếp tục diễn ra. Trận chiến cân tài cân sức, nhưng chứng kiến mẹ của mình đang dần tan biến. Ace đã không thể nào tập trung và đã bị Geyser đánh bại. Cùng lúc này, anh cũng thức tỉnh được sức mạnh của sự hủy diệt. Boot mất 3. Ngọn lửa của sự hủy diệt bao phủ lấy anh, nguồn năng lượng tà ác màu cam sẫm thiêu hủy tất cả mọi thứ tác động vào nó. Boost Mark 3 quay lại hình dạng cơ bản của Boost, trang bị cho anh một chiếc buckle, thay đổi tông màu từ đỏ chuyển thành cam và trắng. Nó là sức mạnh được tạo ra dành riêng cho Kiss, không còn bị ràng buộc trong design Redrid. Đây chính xác là sức mạnh của con trai nữ thần sáng thế. Sự hủy diệt của anh lan tỏa khắp mọi nơi, những đòn tấn công từ Geyser bắn vào người anh bị bóp méo và hủy diệt trong chốc lát. Đối mặt với Mark 3, Geyser cũng chẳng thể nào làm gì được sức mạnh khủng khiếp này. Sức mạnh của Boost Mark 3 không được thể hiện quá nhiều, do đây chỉ là form tiền truyện cho Geese 9 mà thôi. Có thể phần sức mạnh Mark 3 sẽ được kế thừa bởi hình dạng Doom Geese xuất hiện trong movie sau của Camera Buffa, kẻ với tên gọi Doom và sức mạnh của sự hủy diệt. Boost Mark 3 cũng là hình dạng cuối cùng mà Ninram chứng kiến về Geese. Điều này hoàn toàn hợp lý cho sức mạnh của Doom Geese sẽ có trong movie với Buffa. Quay lại với Mark 3, anh có thể thao túng sức mạnh của sự hủy diệt này để tạo nên bậc thang vươn tới bầu trời, phá hủy tất cả bầu vật cản, vươn tay nắm chặt lấy hình bóng của mẹ mình. Cả mọi thứ trước mặt Kiss đều đã vụn vỡ vì sự thao túng của Sue. Anh đã rơi xuống, rơi vào giấc mộng của bản thân nhằm thức tỉnh được sức mạnh tối thượng.